Hi everyone, xin chào các bạn. Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học về sức khỏe, chủ đề sức khỏe, health problems. Và bây giờ Anna muốn các bạn mở sách của mình ra, trang 167. Chúng ta sẽ bắt đầu với ngày học đầu tiên của chủ đề này. Đó chính là điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Chúng ta sẽ cùng xem một đoạn video và sau đó thì các bạn sẽ điền các từ còn thiếu vào chỗ trống trong đoạn hội thoại. Ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập nhé. Let's get Ms. Novak's tickets ready. She may be stopping by this afternoon. Paul, are you okay? No, I feel awful. What's wrong? I've got this horrible cold. I'm sneezing. My back is killing me. I've got this pain at my hip. My neck's been bothering me all day. And I have a stomach ache. You may have to go see a doctor. No, I hate doctors. I wonder what could be wrong. Maybe he's allergic to work. I'm not kidding here. I'm in pain. I used to want to be a doctor, you know. Say ah. Matthew! Now I remember why I didn't become a doctor. Oh. Paul, you really must get some medical help. A little acupuncture might help you feel better. Stay away from me. Dr. Anderson is meeting Mr. Evans downstairs in the cafe. Should we ask her to come up? She may be able to help. Great idea. I'll go get her. You might prefer an herbal remedy? Stop it. How long have you been feeling this way? Oh, I got the cold last night, and the pain in my back started this morning. Want to try a little spiritual healing? You're making me laugh. Well, laughter's the best medicine, you know. Oh, but it hurts. Ok, các bạn đã có hết câu trả lời chưa nào? Nếu như bạn vẫn chưa điền được đầy đủ tất cả các đáp án, các chỗ trống còn thiếu thì hãy quay trở lại video này và nghe lại một lần nữa và điền đầy đủ các đáp án nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau check đáp án nhé. Let's get Ms. Novak's tickets ready. She may be stopping by this afternoon. Paul, are you okay? No, I feel awful. What's wrong? I've got this horrible cold. I'm sneezing. And my back is killing me. I've got this pain at my hip. My neck's been bothering me all day. And I have a stomach ache. You may have to go see a doctor. No, I hate doctors. I wonder what could be wrong. Maybe he's allergic to work. I'm not kidding here. I'm in pain. I used to want to be a doctor, you know. Say ah. Matthew! Now I remember why I didn't become a doctor. Oh. Paul, you really must get some medical help. A little acupuncture might help you feel better. Stay away from me. Dr. Anderson is meeting Mr. Evans downstairs in the cafe. Should we ask her to come up? She may be able to help. Great idea. I'll go get her. You might prefer an herbal remedy? Stop it. How long have you been feeling this way? Oh, I got the cold last night, and the pain in my back started this morning. Want to try a little spiritual healing? You're making me laugh. Well, laughter's the best medicine, you know. Oh, but it hurts. Ok, giờ các bạn có đúng hết không nào? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của đoạn hội thoại trên. Chúng ta sẽ cùng nhau dịch đoạn hội thoại trên và sau đó chúng ta sẽ cùng luyện tập ngữ âm của đoạn hội thoại nha. Ok, đầu tiên là Cheryl. Chúng ta có 4 nhân vật đúng không nào? Cheryl này, Marie này, Paul và Bob. Cheryl, let's get Mrs. Novak's tickets ready. Chúng ta có get somebody hay something ready.
tức là làm cho ai hay làm cho cái gì đó, hay là chuẩn bị cho cái gì đó, chuẩn bị cho ai đó sẵn sàng. Ví dụ như là let's get the children ready for the trip, tức là hãy chuẩn bị sẵn sàng cho lũ trẻ để chúng ta đi đi du lịch. Rồi như vậy get, let's get là hãy cùng rủ nhau làm cái gì đó, let's. Rồi hãy chuẩn bị sẵn sàng vé cho bà Novak. She may be stopping by this afternoon. Stopping by đó là ghé qua. Stop by, ghé qua. Có thể bà ấy sẽ ghé qua vào buổi chiều nay. Oh, Paul, are you okay? Paul, cậu có ổn không thế? No, I feel awful. Awful là tệ, kinh khủng. Không, tớ cảm thấy rất tệ. What's wrong? Có vấn đề gì không ổn à? I've got this horrible cold. À, tớ bị cảm lạnh. Horrible là một tính từ khủng khiếp. Chúng ta sử dụng trước từ cold, danh từ, để nhấn mạnh. Tớ bị cảm lạnh, rất nặng. I'm sneezing, tớ bị hắt xì hơi. Chúng ta có từ sneezing. Sneeze, động từ nguyên thể là hắt xì hơi. My back is killing me. À, cái lưng của tớ thì nó rất là đau. Khi chúng ta muốn nói cái gì đó làm chúng ta cảm thấy rất là đau, chúng ta có thể nói là nó, rồi đến từ kill, đúng nào? Ví dụ như là à, chân của tôi rất là đau. My feet are killing me. Okay, my back is killing me. I've got this horrible, I've got this pain at my hip. À, và tớ cũng bị đau ở hông nữa. Chúng ta có từ hip là hông, và pain là đau hay nỗi đau. Chúng ta có hai bên hông, đúng nào? Hông trái và hông phải. Như vậy ở đây anh ta bị đau một cái bên hông nào đó. My neck's been bothered. Chúng ta có từ bother là làm phiền. Bother somebody. Don't bother me, I'm studying. Đừng có làm phiền tôi đang học bài đấy. Và đây là cái cổ của tớ nó đã làm phiền tớ cả ngày hôm nay rồi. Tức là nó làm cho tớ cảm thấy rất là khó chịu, đúng không nào? And I have a stomachache. Stomachache là bị đau dạ dày. Chúng ta có, khi mà chúng ta muốn nói là chúng ta bị bệnh gì, chúng ta có thể sử dụng have a hay là have an, rồi cộng với lại cái chứng bệnh đó. Hầu hết các chứng bệnh, hầu như các chứng bệnh thì chúng ta có từ ache. Ache là một cái sự đau nhức nào đó, thì chúng ta có từ ache ở đằng sau, ache. Ví dụ như là backache là đau lưng, earache là đau tai, hay stomachache là đau dạ dày. Tiếp theo, you may have to see a doctor. Như vậy có thể cậu sẽ phải gặp bác sĩ đó. Đi gặp bác sĩ, chúng ta có cụm go to see a doctor. No, I hate doctors. Không, tớ rất là ghét bác sĩ. Cheryl, I wonder what can be wrong. À, có vấn đề gì không ổn vậy? I wonder là tớ tự hỏi, tớ băn khoăn. Thì tớ thắc mắc có vấn đề gì không ổn vậy? Maybe he's allergic to work. Chúng ta có từ to be allergic to something hay to somebody là bị dị ứng với cái gì hay bị dị ứng với ai. Như vậy, maybe là có thể, có khả năng. He is allergic to work là anh ta hay cậu ấy bị dị ứng với lại công việc. Đây là một lời nói đùa của anh Bob thôi, đúng không nào? Ok, tiếp nào. I'm not kidding here. À, tớ không có đùa đâu đấy nhé. I'm not kidding here. I'm in pain, to be in pain, tức là đang phải hứng chịu nỗi đau, đang thì đau. I'm in pain. I used to want to be a doctor, you know, say ah. À, tớ vẫn thường muốn, tức là trong quá khứ, anh Bob, anh ấy muốn trở thành một bác sĩ. Đúng không nào? Cậu biết đấy, tớ đã từng muốn trở thành một bác sĩ. Now, I remember why I didn't become a doctor. Và bây giờ tớ đã nhớ ra là tớ đã, vì sao, lý do tại sao tớ lại không thể trở thành bác sĩ được rồi. Paul, you really must get some medical help. Chúng ta có từ get something là nhận cái gì đó. Như vậy ở đây get some medical help tức là sự can thiệp. Help là giúp đỡ hay sự can thiệp. Sự can thiệp thuộc về mặt y tế, medical.
Như vậy cậu cần phải có, tức là cậu cần phải có sự trợ giúp của y tế. A little acupuncture, anh Bob của chúng ta vẫn tiếp tục đùa đúng không nào? A little acupuncture may help you feel better. Chúng ta có từ acupuncture. Acupuncture đó là châm cứu. Acupuncture. Hay là một cái châm cứu nhỏ nhỏ thôi thì cũng có thể giúp cho cậu cảm thấy tốt hơn. Stay away from me, chúng ta có cụm stay away from somebody là tránh xa ai đó ra, hay something là tránh xa cái gì đó ra. Stay away from me, hãy tránh xa tớ ra. Dr. Anderson is meeting Mr. Evans downstairs in the cafe. Bác sĩ Anderson thì đang gặp mặt ông Evans ở dưới, tầng dưới trong quán cà phê. Should we ask her to come up? Chúng ta có nên mời cô ấy lên trên này, nên mời bà ấy lên trên này, come up hay không? She may be able to help. Có thể bà ấy, có thể là bà ấy có khả năng sẽ giúp đỡ được. Great idea. À, đó là một ý kiến hay. Great idea. I'll go get her. Go get somebody. Đó là đi đón ai. Okay. I'll go get you. I'll go get her. Tớ sẽ đi đón bà ấy. You might prefer an herbal remedy. Herbal remedy là liều thuốc. Liều thuốc, còn herbal là thảo dược. Như vậy là liệu phương pháp trị liệu hay liều thuốc, phương thuốc thảo dược. Có thể là cậu sẽ thích một phương thuốc thảo dược nào đó hơn. Stop it, thôi đi. À, chúng ta nhớ là từ herbal là âm h bị câm nha. Herbal. How long have you been feeling this way? À, cậu đã bị như thế này, cậu đã cảm thấy như thế này, feel this way. À, được bao lâu rồi? Wow, I got a cold last night. Hôm qua, tối qua, tớ bị cảm lạnh. Got a cold, get a cold. And the pain of my back started this morning. Và sáng nay thì lưng của tớ bắt đầu đau. You want to try a little spiritual healing? À, cậu có muốn thử, chúng ta có từ spiritual là thuộc về tâm linh, healing là chữa lành. Như vậy, đó là spiritual healing là chữa lành bằng một cái liệu pháp tâm linh nào đó. You are making me laugh. Make somebody do something, đúng nào? Cậu đang làm tớ cười đó. A laughter. Chúng ta có từ laughter là nụ cười, điệu cười hay tiếng cười. A laughter's the best medicine, you know. Medicine là phương thuốc. Như vậy, cười, một nụ cười là một phương thuốc tốt nhất, cậu biết hay không? Oh, but it hurts. Nhưng nó rất là đau. It hurts. Okay. Rồi, nào bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại và work on pronunciation. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập ngữ âm nhé. Rồi, các bạn nghe thật là kỹ nha. Let's get Mrs. Novak's tickets ready. Mrs. Novak's. Chúng ta có âm sổ cách nha. Novak's ready. Tickets ready. She may be stopping by this afternoon. Paul, are you okay? No, I feel awful. What's wrong? I've got this horrible cold. Từ horrible, trọng âm dơ vào âm tiết đầu tiên. I've got this horrible cold. I'm sneezing. My back is killing me. I've got this pain at my hip. My neck's been bothered me all day. And I have a stomachache. You may have to see a doctor. No, I hate doctors. I wonder what can be wrong. Maybe he's allergic to work. I'm not kidding here. I'm in pain. I used to want to be a doctor, you know. Say ah. Achoo. Now I remember why I didn't become a doctor. Paul, you really must get some medical help.
A little acupuncture, acupuncture. A little acupuncture may help you feel better. Stay away from me. Dr. Anderson is meeting Mr. Evans downstairs in the cafe. Should we ask her to come up? She may be able to help. Great idea. I'll go get her. You must prefer a herbal remedy. Stop it. How long have you been feeling this way? Ooh, I got a cold last night and the pain of my back started this morning. You want to try a little spiritual healing? You're making me laugh. A laughter is the best medicine, you know. Oh, but it hurts. Ok, rồi, các bạn nhớ quay đi quay lại video và hãy chú ý những cái lỗi hay là những cái lỗi sai về ngữ âm mà các bạn có thể mắc phải mà Hana đã chú thích cho các bạn rồi nhá. Rồi, và hãy luyện tập đi, luyện tập lại đoạn hội thoại này. Hãy nghe đoạn hội thoại này thật nhiều. Ok, rồi, và đấy là bài học của chúng ta ngày hôm nay. Bài học sau chúng ta sẽ cùng nhau học từ mới. Các bạn có thể dở sang trang tiếp theo 169 để chúng ta xem các cái từ mới trước để hôm sau chúng ta học được nhanh hơn, được không nào? Ok, so that's all for today everyone. So bye bye and I'll see you in the next video. Bye bye.